hiện nay đường phố ở thị trấn Trà Cú coi như là biến thành một cái con đường đi bộ tự phát mọi người. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Và tối đêm nay là một ngày cuối năm Tết đối với dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh như thế này. Và phía sau lưng Bùi Hồ là hình ảnh các chăng tân cũng như là các sư đi đến lại nhà người dân để chúc mừng cho người dân. Thật sự thì không khí hiện nay rất là ồn ào và náo nhiệt của nước trẻ nè mọi người. Và đây là hình ảnh các ông chằng chằng tinh đó mọi người. Đó, đây là một bóng. Thank you.
Thank you.
nói chuyện không nổi luôn đúng không? Anh học để vui để ra một cái điệu trằn như thế thì phải học lâu không anh? Tám năm rồi. Ờ, 8 năm mình mới lên là vua trằn đó hả? Như bình thường thì mới vô học thì có được lên vua trằn không anh? Hả? Bình thường mới vào thì có được là vua trằn không? Bình thường thì mới học có được làm vua trằn không hay là vô lâu mới được làm vua trằn? Lâu rồi. À. Lâu rồi đang làm. Mình thấy ảnh mồ hôi nhễ nhại hết trơn rồi mọi người. 8 năm rồi thì anh mới được lên vua trằn. Để được lên vua trằn thì anh phải học múa đúng 8 năm rồi đó. Và cái điệu múa của anh thì rất là điệu nghệ luôn. Nãy giờ sáng giờ đi mấy tiếng đồng hồ anh? Đi từ 1 giờ. 1 giờ đến giờ. Giờ mắt đã hoe luôn rồi. Và 8 năm đồng rã mới được múa trằn, gọi là trằn múa hả? Múa trằn thì vui không? Vui. Bạn cũng vui. Lúc nãy thì tụi em rất là ấn tượng với lại những cái điệu bộ về chân hoặc là tay của anh. Thì là có thể là anh sẽ chia sẻ cho em về những cái điệu múa đó nha. Anh đánh ở trên này là gì đây anh? Đây là thầy trên thầy. Là thầy. Để cho anh với bạn tí xíu đi mọi người. Hiện nay đường phố ở thị trấn Trà Cú coi như là biến thành một cái con đường đi bộ tự phát mọi người. Thật là bất ngờ và ấn tượng khi mà lần đầu tiên mình chứng kiến được cái cảnh lễ diễn đàn của người dân tộc Khmer. Ngày mai là sẽ đến Tết. Đúng rồi, ngày mai đến Tết, bắt đầu từ đêm nay. Hồi nãy đi chùa ta dưng nè. Dưng lòng lòng chánh điện á, 3 giờ. Mấy giờ? Một hồi nè, đi về chùa là làm nè. Đi khỏe. Tí xuống là đi về chùa. Hình ảnh anh này nè. Đối với mình là một người rất là may mắn khi mình đến đây mình chứng kiến được cái không khí Tết như thế này mọi người. Hiện nay khung cảnh Tết biến thành một cái con đường này biến thành một con đường đi bộ tự phát. Một hình ảnh hiếm hoi và rất là đây là lần đầu tiên mà mình bắt được ở trong đời một cái Tết, một cái lễ diễu hành của người dân tộc Khmer. Mọi người để ý cái chân của anh nè. Mọi người có thể thấy cái chân của anh không? Cái chân của anh đá một cái điệu bộ rất là nghệ thuật nha mọi người. Còn cái này là cái phần tay của anh nè. Let's go.
mỗi một ông trần khác nhau thì có những cái điệu múa, điệu tay, điệu chân khác nhau nha mọi người. Đây là cả một bộ môn nghệ thuật. Và mỗi ông thì cũng sẽ đi với những cái tư thế khác nhau. Bye.